Vì sao nên tập trung từ thiện cho các tổ chức chính quyền cơ sở? Trên mạng xã hội đang xôn xao về việc các đoàn từ thiện ủng hộ người dân bão lũ ở miền Trung bị gây khó khăn do quy định của Nghị định 64/2008 trói buộc. Vậy thực tế là gì? Trước hết, cần khẳng định Nghị định 64/2008 là hợp lý khi quy định tổ chức được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ các cấp ở địa phương và một số tổ chức đơn vị ở Trung ương. Thực tế, trước đây đã có những trường hợp lợi dụng khó khăn của người dân để kêu gọi ủng hộ tiền bạc, sau đó đã trục lợi cá nhân, biển thủ số tiền quyên góp cho người dân. Cho nên, để định hướng hoạt động từ thiện này, chính phủ đã ban hành quy định để thống nhất quản lý hoạt động từ thiện. Việc có ý kiến cho rằng Nghị định 64 cấm người dân tự phát đi từ thiện là sai, bởi họ quy định những tổ chức đứng ra tiếp nhận, phân phối là đại diện chính quyền, chứ không nói rằng cấm người hoặc đoàn thể trực tiếp đến để hỗ trợ bà con nhân dân. Hai điều này cần phân biệt rõ, tránh đánh đồng là cấm trùng tất cả. Và sự thật đó là, nhiều đoàn xe nối đuôi nhau và làm từ thiện những ngày qua không ai cấm đoán gì cả. Và những người làm từ thiện như ca sĩ Thủy Tiên thì có ai cấm đâu. Có chăng chỉ là một số cá nhân vẫn cố tình chọc máy vào hoạt động từ thiện bác ái của người dân, thậm chí còn có ánh mắt nghi kỵ về việc tiếp nhận của chính quyền, liệu có đến tay người dân hay không. Dẫu biết rằng vẫn có tình trạng chính quyền cơ sở tiếp nhận sự ủng hộ và sử dụng sai mục đích, nhưng đó là số ít, số cá biệt. Chúng ta không thể vì thế mà mất niềm tin vào chính quyền, và với những hành động vi phạm pháp luật, trái với lương tâm sẽ bị cơ quan xử lý, đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay.